Trần Văn Kiên, sinh ngày 13 tháng 5 năm 1996, quê tại Nghĩa Đàn, Nghệ An, là một cầu thủ bóng đá người Việt, trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội TNT, và hiện anh cũng đang chơi cho đội 1 của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, ở vị trí hậu vệ cánh phải. Có thể nói, sự nghiệp thi đấu quốc tế của Văn Kiên khá lận đận. Dù từng được tham gia SEA Games 2017 dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng, nhưng trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018, hậu vệ thuộc biên chế Hà Nội FC đã bị loại tức tưởi vì có tiền sử bệnh tim. Cơ hội cống hiến cho Golden Dragon của cầu thủ sinh năm 1996 tưởng chừng như đã đóng lại, thì anh bất ngờ có tên trong bản danh sách tập trung của đội tuyển quốc gia Việt Nam, tham dự giải đấu giao hữu King Cup 2019 sắp diễn ra tại Thái Lan. Chia sẻ với truyền thông trong nước, Văn Kiên cho biết, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ. Tôi biết sẽ có ngày được thầy Bác gọi, tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại thì đó quả là món quà quá lớn. Đặc biệt, hậu vệ phải của nhà đương kim vô địch V-League khẳng định, sức khỏe và phong độ của mình đang rất tốt, tôi thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ nói rằng, tôi có thể chơi bóng và tôi đang chơi tốt. Tôi nghĩ, các bác sĩ hẳn cũng biết điều đó nên ban huấn luyện viên mới gọi tôi lên đội tuyển quốc gia. Anh cũng kỳ vọng bản thân và đội tuyển sẽ đạt thành tích tốt ở giải đấu sắp tới. Lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển quốc gia, tôi cảm thấy hơi hồi hộp. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp khi được tập trung với những người anh và những đồng nghiệp trên đội tuyển. Trong bối cảnh mà Văn Thanh mới trở lại sau chấn thương, Trọng Hoàng đã không thi đấu trong một thời gian dài, thì Văn Kiên đang là ứng cử viên sáng giá ở hành lang cánh phải, trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo, với màn trình diễn khá ấn tượng kể từ đầu mùa trong màu áo Hà Nội FC. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để có nhiều video mới.